Các hoạt động của chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của người hưởng lợi là các doanh nghiệp nhỏ và vừa và các cơ quan tổ chức xúc tiến thương mại. Sau thời gian thực hiện, tất cả các trung tâm xúc tiến thương mại của các địa phương đều được hỗ trợ nâng cao năng lực để có thể tự đảm đương được các công việc về xúc tiến thương mại. Hàng ngàn lượt doanh nghiệp được tập huấn nâng cao năng lực xuất khẩu. Đánh giá tổng quát về cái kết quả mà chúng ta đã được trong khoảng 4 năm qua thì có thể thấy là trên 3 cái phương diện, tức là 3 cái mục tiêu chính. Đây là một là chúng ta tạo ra được cái sự gắn kết giữa các trung tâm xúc tiến thương mại khu vực phía Bắc, khu vực miền Trung và khu vực Tây Nam Bộ. Thứ hai là về tạo cái môi trường thuận lợi về mặt chính sách cho các doanh nghiệp, mà đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu. Và một cái điểm thứ ba đấy là cái việc là tăng cường năng lực cho chính cục xúc tiến thương mại là cơ quan dẫn đầu hệ thống này. Hiện nay Việt Nam thì có khoảng 90% doanh nghiệp là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên các doanh nghiệp này thì đang gặp rất nhiều cái khó khăn thách thức trong cái việc gọi là khả năng cạnh tranh, khả năng kết nối với thị trường, khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, vân vân. Chính dựa trên những cái vấn đề thách thức như vậy mà Seco chúng tôi cùng với lại Vietjet thực hiện để hỗ trợ xây dựng một cái mạng lưới về xúc tiến thương mại dành cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, để qua đó có thể giúp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam có thể kết nối được với thị trường, đáp ứng được các cái tiêu chuẩn và các cái yêu cầu của thị trường xuất khẩu, vân vân. Và chúng tôi đánh giá rằng là đây là một trong những cái hợp tác mà đi rất là đúng hướng trong cái việc là hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt. Chương trình đã nâng cao được cái năng lực cho các trung tâm xúc tiến thương mại về kỹ năng xúc tiến thương mại, ví dụ cụ thể như tham gia các nghiên cứu thị trường, tham gia hội chợ triển lãm thực tế ở các nước. Thì chương trình này rất là hay, giúp cho các doanh nghiệp như hiểu biết về cái tình hình của thế giới cũng như về cái an toàn thực phẩm của thế giới, giúp cho các doanh nghiệp có cái khái quát, cái gọi là cái tổng quan để doanh nghiệp biết nên làm gì để hòa nhập với thế giới. Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển xuất khẩu cho các doanh nghiệp, các sản phẩm, ngành hàng được lựa chọn tham gia chương trình theo tiêu chí tiềm năng xuất khẩu, gồm quả vải, chè xanh miền Bắc, hồ tiêu, cá ngừ miền Trung, trái cây tươi, cá tra, Tây Nam Bộ. Tại cuộc thi chè quốc tế mới được tổ chức tại Bắc Mỹ, đã có 2 trong số các công ty được chương trình tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật đạt giải vàng và bạc. Đối với doanh nghiệp thì cái giải thưởng bạc vừa qua mà được nhận ở tại Bắc Mỹ, Canada thì nó rất là có ý nghĩa to lớn đối với doanh nghiệp. Nó cũng là một cái cơ hội, nó một cái đà để thúc đẩy cho doanh nghiệp ngày một phát triển hơn. Sản phẩm được giải là cái sản phẩm trà sản xuất theo công nghệ sạch, hữu cơ hoàn toàn. Chúng tôi đã ướp cái trà xanh với cái hoa nhài tự nhiên với cái cách thức rất là cầu kỳ, và cái sản phẩm đấy nó rất được các cái chuyên gia đầu ngành trà thế giới là đánh giá rất cao. Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương đã triển khai xây dựng mới và cập nhật thông tin cho các bộ tài liệu về nghiên cứu thị trường, tham gia hỗ trợ triển lãm, marketing xuất khẩu, đánh giá tiềm năng xuất khẩu để các doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm bắt, cập nhật thông tin, kỹ năng cần thiết cho hoạt động.